Xin chào quý khán giả đến với kênh Khám Bếp Qua. Tôi là đầu bếp Uông Tồng Cán. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với khán giả món thỏ quay tiêu đen. Mềm mềm của thịt, dai dai của da thỏ mang đến món ăn rất hấp dẫn. Để thực hiện món này chúng ta cần một con thỏ 2,5 kg. Gia vị ốp thỏ mình gồm có muối, đường, bột ngọt, bột thịt gà và dầu hào cho li mét. Rồi phần hương liệu mình có tiêu trắng, tiêu đen, hành tím bầm, tỏi bầm. Phần tạo màu mình gồm có bột năng, giấm trắng, dậu trắng, nước lạnh, nước cốt chanh, màu hạt tôm và bạch nha. Phần ăn kèm mình gồm có bánh bao và dưa leo. Để thực hiện món này, đầu tiên chúng ta sẽ xả thịt thỏ. Rồi bắt đầu chúng ta xả thịt thỏ. Con kẻ đôi cái hàm nữa ra ha. Rồi. Không phải hoàng xay nó qua ha. Rồi bắt đầu các bạn xẻ sườn sống ra ha. Rồi các bạn nhẹ nhẹ coi đứt cái da ha. Rồi bắt đầu các bạn nằm ngang ra. Rồi lấy cái xương sống ra ha. Rồi lấy nhẹ thôi ha. Rồi cái da nó mỏng cẩn thận. Rồi các bạn đi sát cho cái xương ha. Rồi một bên thôi ha. Rồi tiếp theo các bạn lại lấy bên đây ha. Rồi nhớ các bạn đi sát cái xương nha. Rồi phần xương sống ha, các bạn bỏ gốc. Rồi lấy nhẹ nhẹ thôi, các bạn đừng lấy nhiều quá ha. Rồi nhân dao lên ha. Rồi cắt khúc rồi ha. Rồi đây mình gõ nhẹ ha. Rồi xong đó ha. Rồi phần dưới đây nè, nó khai lắm mà mình lấy bỏ ha. Phần xương bên đây ha, phần thịt đây mình rọc vài cái, chọc cho chút lấy thấm gia vị ha. Rồi xong đó. Rồi chúng ta đem đi rửa nước sạch sẽ rồi mình mới canh gia vị ốp nó. Bắt đầu mình đông gia vị để cho mình ốp thỏ. Muối mình cho 5 g, bột thịt gà mình cho 20 g ha. Bò ngọt mình cho 20 g, đường mình cho 30 g, dầu hào cho li mét mình cho 30 g, rồi hương liệu mình có hành tím 40 g. Tỏi bầm mình cho 30 g, tiêu trắng mình cho 20 g, tiêu đen mình cho 30 g, rồi bây giờ mình ướp gia vị thỏ ha. Rồi tất cả gia vị các bạn trộn đều lên. Trộn đều gia vị xong rồi bắt đầu mình ốp vô con thỏ ha. Rồi xong.
Rồi sau khi mình nốt gia vị xong xuôi, mình cho thỏ nghỉ 30 phút xong xuôi mình mới lên chỉ. Rồi bước tiếp theo mình pha màu để mình tưới lên da thỏ ha. Rồi ở đây mình có giấm trắng 100g, nước lọc 100g, rượu trắng 100g và nước cốt chanh mình cho 80g, mạch nha mình cho 25g. Rồi mình mày hòa tan trước ha. Rồi sau khi mạch nha nó hòa tan xong xuôi ha, rồi mình cho bột năng 50g vô. Rồi mình chuẩn bị miếng nước nóng để mình pha màu gạch tôm. Rồi cho vô da hào khoảng 3 muỗng ha. Rồi ok, rồi chút mình tưới lên cái màu. Rồi phần màu là mình hoàn chỉnh xong rồi. Thời gian 30 phút đã thấm gia vị, bắt đầu mình lên chỉ. Rồi đầu tiên các bạn lên từ dưới xương đùi bên phải ha. Rồi bên trái. Đẩy hoài cái cho có chớn ha. Rồi vô xương sườn, xỉa qua xương sườn. Chúng ta đã lên chỉ xong rồi. Rồi sau khi lên chỉ mình đem rửa sạch phần da, xối nước ha. Rồi mình lấy nước sôi tưới lên da thỏ. Các bạn lưu ý mình tưới vừa xăng, đừng tưới nhiều quá. Sau khi da thỏ xăng rồi, mình quét màu lên da. Sau khi quét màu xong mình đem phơi nắng 1 tiếng cho da khô, rồi mình đem đi nướng. Rồi thời gian mình không khô cái da là 1 tiếng rồi ha, bắt đầu mình quay nó ha. Thời gian nướng phần bụng dưới là 20 phút, xong xuôi mình mới bơi thang da mình quay phần da. Phần bụng nó chín rồi ha, mình xay qua mình lật lại mình lấy phần da lấy màu ha. Nãy giờ mình quay cái da, cái màu da nó lên rồi phải không? Rồi bắt đầu mình quét dầu, quét miếng dầu lên. Rồi cho mình lấy da. Rồi bắt đầu mình chặt ha.
Vừa rồi tôi đã hướng dẫn quý khán giả món thỏ quay tiêu. Món này chúng ta ăn kèm với tương ớt xím bụi cho nêm ếch và bánh bao chiên. Mời quý khán giả cùng thưởng thức. Mình vừa cắn vô miếng thịt thỏ rất ngọt và da giòn giòn và vị tiêu rất là ngon, cùng với nước chấm tương ớt xím muội cho nêm ếch rất là ngon. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.